Thưa quý vị, với quyết tâm khắc phục sơ hở không bỏ sót trường hợp nào vào Đà Nẵng mà không khai báo y tế, các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố đã tăng cường lực lượng, thiết bị, kiểm tra giám sát, thu thập thông tin, đặc biệt là người và phương tiện đến từ vùng có dịch, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại chốt kiểm dịch cửa Hòa Nhơn trên tuyến quốc lộ 14B, địa phận huyện Hòa Vang, hàng loạt xe ô tô vào thành phố Đà Nẵng bị chặn lại, yêu cầu khai báo y tế. Trong số này có rất nhiều xe tải đến từ các tỉnh thành phía Bắc, phía Nam. Hầu hết lái xe chấp hành nghiêm khi có tín hiệu dừng xe từ cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, lưu lượng ô tô, các loại vào thành phố buộc phải khai báo y tế rất đông. Trong khi đó, ứng dụng mã QR code khai báo y tế trước tại các chốt kiểm dịch COVID-19 của các tài xế còn hạn chế. Rất nhiều người phải khai báo vào tờ khai bằng giấy nên rất chậm. Do vậy, thường xảy ra ùn tắc cục bộ tại các chốt kiểm dịch trong giờ cao điểm. Một số người chưa sử dụng, họ không sử dụng điện thoại, cũng như là một số người là người ta chưa biết khai báo về cái này thì mình hướng dẫn. Còn người ta không sử dụng điện thoại là mình mời họ qua khai báo y tế bằng giấy. Cái khai báo y tế bằng giấy tất nhiên nó thời gian nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà anh em là tận tình chỉ hướng dẫn cho người dân là khai báo như thế nào để cho nó thuận lợi. Theo ghi nhận của phóng viên tại các chốt, do lượng xe quá đông nên đã có một số sự nhầm lẫn đáng tiếc. Cũng có trường hợp lái xe vượt chốt kiểm dịch mà không khai báo y tế đã bị Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng, buộc phải quay xe về lại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù mình đã có cái thiết lập các cái chốt kiểm dịch ra vào thành phố, tuy nhiên các cái lái xe ở các địa phương khác khi đến địa bàn thành phố Đà Nẵng cố tình là họ né tránh rồi họ đi các cái đường mòn lối mở để mà bỏ qua các cái chốt kiểm soát này, thì chúng tôi đã phối hợp tốt với các cái lực lượng đã có cái truy sát, truy đuổi thông qua hệ thống camera giám sát. Để khắc phục sự cố chủ quan và kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào thành phố, các lực lượng chức năng Đà Nẵng đang nỗ lực hết mình dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.